Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang vừa chỉ đạo tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt đối với các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật. Theo đó, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các sở ngành, Ban chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ ngành trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng hoạt động kinh doanh để kinh doanh vật tư nông nghiệp nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại, nhất là mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có chứa thành phần hoạt chất không được phép cấm sử dụng tại Việt Nam. Tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát khu vực biên giới để phát hiện xử lý kịp thời hành vi xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật qua biên giới. Tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường bộ, đường thủy và kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt đối với các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xây dựng phương án triệt phá các đường dây đầu nậu buôn bán, vận chuyển tàng trữ hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.